Bài 4. Khuôn viên và bóng đổ. Chọn khối văn bản cần tạo khuôn viên hoặc bóng đổ để định dạng nhanh trong vùng paragraph. Click chọn biểu tượng thùng sơn shading để chọn màu bóng đổ. Click sổ từ biểu tượng bottom border để chọn các định dạng đường viền như sau: bottom border tạo đường viền dưới, top border tạo đường viền trên, left border tạo đường viền trái, right border tạo đường viền phải, no border bỏ đường viền, all border tạo đường viền tất cả, outside border tạo đường viền bên ngoài, inside border tạo đường viền bên trong, inside horizontal border tạo đường viền ngang bên trong, inside vertical border tạo đường viền dọc bên trong, diagonal down border tạo đường chéo xuống, diagonal up border tạo đường chéo lên, horizontal line tạo đường phân cách ngang, show grid line hiển thị các đường lưới, border and shading mở hộp thoại đường viền và bóng đổ. Để định dạng đầy đủ trong vùng paragraph từ thẻ Home, click chọn biểu tượng Border and Shading để mở hộp thoại Border and Shading. Một, thẻ Border tạo viền khung cho văn bản. Setting chọn kiểu đường viền nên không có đường viền. Style chọn nét đường viền. Color chọn màu đường viền. White chọn độ dày đường viền. Review khung hiển thị kết quả lựa chọn. Lưu ý, mục Apply To cho phép ấn định phạm vi áp dụng. Tùy thuộc phạm vi áp dụng mà khung viền sẽ khác nhau. Text áp dụng cho khối văn bản đang chọn. Paragraph áp dụng cho cả đoạn văn bản, thường được sử dụng. Nút Option mở hộp thoại Border and Shading Option cho phép thiết lập các lề. Top lề trên, bottom lề dưới, left lề trái, right lề phải. Horizontal line mở hộp thoại Horizontal line cho phép chọn các đường kẻ ngang dùng để tạo đường viền. Click nút Import để mở hộp thoại Add Click to Organizer để bổ sung đường kẻ vào thư viện. Hai, thẻ shading tạo bóng đổ cho văn bản. Fill tô màu nền cho đoạn văn bản. No fill không chọn màu nền. More color chọn màu tùy thích. Bạn có thể nhập thông số RGB vào thẻ Custom. Patterns kiểu mẫu. Style chọn kiểu mẫu màu cho đoạn văn bản. Apply to ấn định phạm vi cho văn bản hay đoạn văn bản. Paragraph ấn định màu cho đoạn văn bản. Text ấn định màu cho văn bản đã được chọn. Review cho xem trước kết quả. Nút Horizontal Line mở hộp thoại Horizontal Line cho phép chọn các đường kẻ ngang dùng để tạo đường viền. Thẻ Bay Border tạo khuôn viền cho cả trang giấy, dùng để tạo khuôn viền cho tất cả các trang giấy trong văn bản. Setting chọn kiểu đường viền nên không có đường viền. Style chọn nét đường viền. Color chọn màu đường viền. White chọn độ dày đường viền. Review khung hiển thị kết quả chọn lựa. Apply to tác dụng cho văn bản. Whole document toàn bộ văn bản. This section cho phân đoạn hiện hành. This section first page only cho phân đoạn hiện hành trang đầu tiên. This section on except first page cho phân đoạn loại trừ trang đầu tiên. Lưu ý, OR dùng để chọn các kiểu đường viền nghệ thuật. Nút Horizontal Line mở hộp thoại Horizontal Line cho phép chọn các đường kẻ ngang dùng để tạo đường viền.